Cô xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ học bài 88, đó là vần if, up. Cô giới thiệu với các bạn đây là vần if. Mời các bạn nêu cấu tạo. Vần if gồm có hai âm, âm y đứng trước, âm bờ đứng sau. If, if, mời bạn đọc. Các bạn xem vần if có trong tiếng nào nhé. Vần if có trong tiếng nhịp. Mời các bạn quan sát hình ảnh trên. Đây là hình ảnh của bác Hồ đang bắt nhịp. Bắt nhịp là điều khiển cho nhiều người hát. Và từ mới mà hôm nay cô muốn giới thiệu với các bạn đó là từ bắt nhịp. Íp, nhịp, bắt, nhịp, mời bạn đọc. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một vần nữa nhé. Đó là vần úp. Mời các bạn phân tích. Vần úp gồm có hai âm, âm u đứng trước, âm bờ đứng sau. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Úp, úp, mời bạn đọc. Vần úp có trong tiếng búp. Mời các bạn quan sát hình ảnh. Đây là búp sen. Búp sen là nụ hoa sen sắp nở. Và từ mới cô giới thiệu cho các bạn đó là từ búp sen. Úp, búp, búp sen. Mời các bạn đọc. Mời các bạn cùng lắng nghe cô hướng dẫn cách đọc cả bài. Íp, nhịp, bắt, nhịp, úp, búp, búp, sen. Mời các bạn đọc. Để giúp cho các bạn đọc tốt các từ có mang vần vừa học, mời các bạn đọc thầm 4 từ trên. Và tìm giúp cô tiếng có mang vần vừa học. Tiếng có mang vần vừa học đó là dịp, kịp, chụp, giúp. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô đọc nhé. Nhanh, dịp, đuổi, kịp, chụp, đèn, giúp, đỡ. Chúng ta đọc lại toàn bài nào. Íp, nhịp, bắt, nhịp, úp, búp, búp, sen. Nhanh, dịp, đuổi, kịp, chụp, đèn, giúp, đỡ. Mời các bạn đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện viết nhé. Các bạn hãy viết vào vở hoặc là bảng con chữ íp, bắt, nhịp, úp, búp, sen. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc bài ứng dụng. Mời các bạn đọc thầm bài thơ. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Các bạn hãy tìm giúp cô tiếng có mang phần vừa học. Đó là tiếng nhịp.
Tiếp theo, mời các bạn quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Có một bạn đang quét nhà và một bạn đang cho gà ăn. Hai bạn rất là giỏi, hai bạn biết giúp đỡ ba mẹ những công việc ở nhà. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có giúp đỡ ba mẹ khi ở nhà hay không? Câu hỏi đó cũng chính là nội dung của chủ đề luyện nói hôm nay. Giúp đỡ ba mẹ. Bây giờ các bạn có thể luyện nói cùng với người thân như là ba mẹ hoặc là anh chị em. Khi các bạn luyện nói, các bạn lưu ý nói thành câu và đúng chủ đề các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ ví dụ cho các bạn câu nói với chủ đề giúp đỡ cha mẹ. Sáng chủ nhật, em thường hay quét nhà giúp mẹ. Hoặc vào mỗi buổi chiều, em thường gấp đồ phụ mẹ. Chúc các bạn có tiết học thật tốt. Cô chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.